Mình vừa đi lấy lốt cái combo này để về mình lắp cái chiếc PC còn lại trong cái tháng 9 để tặng cho các bạn đây. Hôm qua thì mình đã lắp cái chiếc PC này rồi. Ở bên kênh máy tính và phần cứng, bạn nào mà chưa xem thì sang bên kênh máy tính và phần cứng để các bạn xem nhé. Cái chiếc máy tính này thì sau khi mình lắp và test game cho các bạn thì các bạn thấy nó khá là nữ tính đúng không? Nhiều bạn bảo là nó nữ tính quá. Ok, nữ tính thì các bạn về các bạn tặng cho các bạn gái nếu mà các bạn nhận được, hoặc là các bạn gái mà nhận được thì càng đẹp. Chứ chúng ta cứ tặng những cái cây vỏ theo kiểu như là nam tính thì nó cũng hơi bị thiên vị. Nhưng mà các bạn yên tâm, ngày hôm nay thì mình sẽ lắp một cái chiếc PC nam tính cho các bạn, full LED cho các bạn luôn. Đây, mình đã chuẩn bị đây rồi. Để đợi các bạn đỡ kiểu như là thắc mắc với thiên vị đây. Cái này kính này. Fan LED này, fan LED. 3 fan LED. Kèm theo với một cái fan nữa là cái fan servo cũng LED luôn. Đấy, cái này full LED luôn nhá. Thì hôm nay mình sẽ lắp cái vỏ này cho các bạn để các bạn gọi là nam tính. Và hôm nay mình cũng sẽ lắp một cái combo để chúng ta học tập, giải trí và chơi game nhẹ. Nhớ là chơi game nhẹ, bởi vì nếu mà các bạn chơi game nặng, các bạn hãy nâng cấp nó lên để các bạn chơi game nặng. Còn mình với chi phí những cái khoản tiền mà mình bảo là tặng từ những cái tiền YouTube tháng này thì như này là chúng ta tặng ngày rồi. Còn tháng sau mình sẽ cố gắng làm những cái combo cao tiền hơn nữa, giá trị nữa để chúng ta tặng cho các bạn. Nói một chút về tháng này nhá. Đây, tháng này có một cái cây này này, cái cây ngày hôm nay này, cái màn này này, cái màn này thì là cái màn Hyundai. Đấy, cái màn này các bạn về các bạn cũng có thể dùng được đây. Hyundai rất đẹp. Và cái con này cũng tặng cho các bạn trong tháng 9 này, để các bạn về các bạn vọc vạch, các bạn nghịch ngợm gì tùy các bạn nhá. Trong đây vẫn còn RAM, ổ cứng và mọi thứ vẫn còn nguyên si khi mình mua đấy. Và tiếp theo, đấy mới chỉ là 4 phần quà đúng không? Đây, phần quà thứ 5 đây. Nói luôn cho các bạn, để các bạn chờ mình ngày mai. Hai cái tay cầm này dùng để làm gì? Dùng để sử dụng cái này. Đấy. Đây là một con kính thực tế ảo. Ok đấy, cái này dùng rồi. Thì cái này cũng là một cái phần quà trong tháng 9 mình sẽ tặng cho các bạn nhá. 5 kênh YouTube thì mình sẽ tặng đủ 5 phần quà cho các bạn luôn. Tháng 8 thì nó có 4 thôi nhỉ, tháng này có 5. Rồi ok, nói qua một chút vậy thôi. Hẹn ngày mai hoặc ngày kia chúng ta sẽ ra thể lệ nhá. Bây giờ thì mình sẽ phải lắp cái chiếc PC lần này đã, cho nó nhanh lên. Bây giờ 3:30, 4 giờ rồi. Bây giờ mình sẽ lắp cái chiếc PC này. Rồi tắt cái này đi. Mình sẽ lắp luôn nhá. Các bạn lưu ý là mình sẽ tua nhanh cái quá trình mình lắp, bởi vì là cái quá trình mà mình hướng dẫn các bạn chi tiết cách lắp chậm chậm ấy, thì bên kênh máy tính và phần cứng mình đã làm rất nhiều lần rồi. Các bạn có thể sang đó, các bạn nhìn cái clip nào là hướng dẫn lắp chi tiết ấy, có chữ chi tiết ấy, thì các bạn cứ vào đây xem. Mình lắp rất 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 nhiều ở đấy, mình quay rất chậm, mấy chục phút ở đấy rồi. Bây giờ mình sẽ lắp nhanh cái chiếc PC này. À, trước khi lắp cái chiếc PC này, mình sẽ nói một chút về cái combo này. Đây, một con main H61, một con chip i5 2500 đấy, một con nguồn Micronic, con này 500W, đấy, ghi 500W đây, dây rất dài nhá. Tiếp theo một con SSD 120GB, một con HDD 160GB, một con RAM 4GB, một con fan LED, một con gì nữa nhỉ, đây, và một cái vỏ này, vỏ LED, xong rồi. Đấy, cái combo này thì mình tính là cái vỏ này khoảng tầm 550 này, cái fan này 150 này, cái nguồn này 250 này, cái combo này là 550 cộng với 300 là 850, SSD 200, cái này mua cũ. Cái này đợt đấy mua cả một cục luôn, là nó rơi tầm chắc mấy chục nghìn. Cái RAM này tầm 180-200, nó cũng gần 2 triệu cái combo này thôi. Gần 2 triệu nó cũng tương tương với cái chiếc PC này nhá. Ok, bây giờ mình sẽ lắp cho các bạn xem. Thank you.
chiếc PC ngày hôm nay mình đã lắp xong. Lắp khá đơn giản thôi. Bây giờ thì mình sẽ bật lên để các bạn xem thử xem nó như thế nào nhé. À, mình cắm luôn đi. Cắm điện luôn, rồi tí mình bật màn hình xong. Đây. Bật. Rực rỡ. Quá rực rỡ, tắt điện thử nhá. Quá rực rỡ. 3 led. À 4, 5 led. 1, 2, 3, 4, 5. Ui, cái này chưa vặn xong. Được chưa anh em? Cái này anh em thấy thế nào? Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là cài win cho nó và test thử game xem như nào các bạn nhé. Chờ mình một chút. Như vậy là mình cũng đã vừa test qua một vài game nhẹ trên cái chiếc PC ngày hôm nay. Nếu bạn nào mà muốn chơi game nặng hơn thì các bạn có thể nâng cấp lên. Và các bạn yên tâm là cái nguồn của cái chiếc PC này mình đã để cái nguồn thứ nhất là công suất thực này, công suất cao này. Thứ hai là cái nguồn nó có cái giắc nguồn phụ để nếu mà các bạn có nâng cấp những cái cạc hình rời mà có nguồn phụ thì các bạn vẫn có thể cắm được. Ok, mình test trực tiếp trên cái màn này luôn. Trực tiếp trên cái màn mà sẽ tặng các bạn luôn. Clip này thì mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Qua clip này các bạn có chia sẻ thì các bạn hãy cứ comment xuống dưới cho mình.
Còn các bạn chờ một hai hôm nữa, có thể là ngày mai mình sẽ ra cái thẻ lệ để tặng tất cả các phần quà này trên 5 kênh YouTube của mình. Có nhiều bạn hỏi mình là kiểu như cách chơi như nào ấy, thì các bạn yên tâm là các bạn có thể vào cái kênh của mình ấy, hoặc là những cái 5 cái kênh của mình ấy, thì nó có danh sách những cái kênh của mình đúng không? Các bạn kéo xuống dưới có cái phần những phần quà đang tặng trong tháng mấy ấy. Ví dụ như tháng 8 thì nó có những cái phần quà đang hiển thị đây. Còn tháng 8 thì chúng ta đã tặng rồi. Còn bây giờ tháng 9 thì mình sẽ cập nhật những cái clip liên quan tháng 9 ở đấy. Thì các bạn vào mỗi một cái kênh của mình thì nó sẽ có một cái clip, có một cái clip tặng quà, thì các bạn vào đấy các bạn xem thẻ lệ như thế nào. Thẻ lệ thì nó quá là đơn giản rồi, tháng nào cũng như tháng nào thôi. Và các bạn xem thẻ lệ và các bạn comment xuống cái clip mà các bạn tham gia chơi thôi. Mỗi một kênh một cái thẻ lệ, 5 phần quà, 5 kênh. Ok, bây giờ mình sẽ tạm dừng nhá. Chào các bạn và cảm ơn các clip. Chào.